mô hình nhỏ. Thực ra là dùng coi đó là một cái công trình. Có thể cái công trình này nó chỉ có thể dành cho người tí hon thôi, mà cái quan niệm của Dũng là đó là một công trình thực sự. Thì khi mà mình làm những cái mô hình này thì cái khả năng mình tiếp cận với không gian đó nó sẽ ổn hơn. Ổn hơn là mình chỉ mãi suy nghĩ hay là mình chỉ mãi tưởng tượng. Bởi vì đôi khi cái khả năng tưởng tượng mình có hạn mà. Thì khi mà mình tiếp xúc với không gian, mình được sờ nắng nó thì mình sẽ học được nhiều hơn. Trước đây thì mình có tham dự một cái sự kiện do Hanon tổ chức ở Sài Gòn, là cùng với các bạn sinh viên dựng cái tổ thực án. Và trong suốt quá trình làm ấy, thì mình cảm lần đó mình làm việc mình cảm thấy rất là vui, mình có rất là nhiều điều thú vị, mình gặp được nhiều các em sinh viên và có rất là nhiều kỷ niệm với lại các em ấy. Khi mà hand home kêu gọi thì mình bay ra ngay lập tức thôi. Kể từ cái hôm mà em thấy được cái bài post tuyển công tác viên của hand home thì em cứ như em rất là thích, em rất là muốn được làm cái gì đó khác với những cái điều mà mình đã từng làm. Em cảm nhận là cái việc làm này là chắc chắn là nó sẽ có nhiều kiến thức mà em sẽ học được nếu như em tham gia. Thế là em bằng mọi cách em phải đi được, em phải làm được cái điều mà em muốn. Tình cờ em gặp được cái post tuyển nhân viên tình nguyện và em cũng apply. Thì em nhớ là hôm em về Việt Nam là hôm thứ tư. Thứ năm em nghỉ ở nhà một ngày. Thứ sáu em đi mua vật liệu để thi kỹ năng của mô hình. Thứ bảy em đi thi và chủ nhật là em bay sang Sinh em đi chơi. Thì em thấy rất may mắn là nếu mà nhỡ nó chỉ lệch có 2-3 ngày thôi thì có lẽ là em không được tham gia cái triển lãm này rồi. Cái lịch đăng ký là chỉ cách cái ngày em đi thi có 2 hôm thôi. Là em phải ra đây rồi em phải lại về lại Huế ngay lập tức để đi máy bay vô Sài Gòn. Nên chỉ cần mà bị lệch một chút thôi là em không thể đăng ký tham gia được, không thể đi phỏng vấn được. Nên thấy cũng may mắn quá. À, cái cảm giác là người trong cuộc thì nó rất là thích thú. Và được làm một cái thứ gì đó thì đó là một cái điều cảm thấy là mình may mắn và mình cảm thấy vui. Thì trong lúc trao đổi thì đôi khi những bạn sinh viên sẽ đem lại cho mình một vài cái cảm hứng nào đó để mình có thể ra một cái ý tưởng hay là một cái giải pháp nào đó phù hợp hơn cho cái việc mà suy nghĩ của mình và về cả cái việc là mình sẽ nên thay đổi cái cách làm mô hình như thế nào. Sau khi tới làm gặp anh Dũng rồi mọi người làm thì em mới thấy những cái công trình mình làm có cái đồ khó, đồ phức tạp mà em chưa bao giờ được làm và chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ làm được. Thì ngày đầu tiên em đi làm là ngày sinh nhật của em, thì nó lại một cái duyên nữa. Đến thì cũng không biết ai với ai cả, tại vì trao đổi với mọi người trên Facebook thì cũng chỉ biết công việc rồi biết các công trình thôi. Thì đến thì nói chuyện dần dần thì mọi người cũng rất cởi mở, tại vì thực ra là cái môi trường mình làm việc là một cái chung cư, nó không phải là một cái văn phòng hay là một cái xưởng. Thế nên là bắt buộc mọi người không có nhiều chỗ để mọi người ngồi làm, thế nên là thường là phải ngồi chung với nhau trong một cái phòng. Rồi cái phòng nó lại rất nhỏ, thế nên là không gian riêng không có, thì làm gì cũng cạnh người khác rồi hỏi han nhau cũng tiện. Thế nên là dần dần thì 1-2 tuần đầu rồi bọn em bắt đầu thân với nhau. Trong lúc làm thì học được rất nhiều thứ, tại vì trước giờ em dựng mô hình, em học ở bên kia thì thường là mô hình concept hay là dựng. Thế nên là dựng concept thì dựng cầu thả cũng được, nó không cần chi tiết, chỉ cần nhanh mà nó đúng ý của mình thôi. Nhưng mà về đến đây thì mình làm phải chi tiết để mình lột tả được những cái ý tưởng và những cái không gian của ông ấy, thì bắt buộc phải làm chi tiết. Cái mà tiếc giỏi nhất ở
hồi trước cái giờ thì là làm tham gia thi công những cái công trình và làm những cái mà người ta dùng liền thì mình rất là thích. Còn làm mô hình thì hồi trước giờ mình nghĩ là chỉ là những thứ biểu diễn và để xem thôi, cho nên nó mình chưa thích, mà rõ ràng là mình chưa làm bao giờ. Và ra đây là để làm một cái mô hình mà nó mang một tính chất là triển lãm luôn, thì tất nhiên là cái yêu cầu của nó rất là cao, tỉ mỉ và căng thẳng, mình chỉ cần dơ một tí là không được rồi. Cho nên mình nghĩ là mình ra chơi thôi, mà khi mà ra thấy các em, các bạn cũng làm nó đã quá, thấy là ghiền vậy là mình bay vô mình làm. Khi mà mình bắt tay vào một công việc gì đấy thì cái điều mình muốn truyền đạt đó là cái sự chú tâm của mình vào cái công việc, và cái sự chú tâm đó sẽ mang đến một cái kết quả mà kể cả mình phải hài lòng. Thì so với việc là chạy theo tiến độ để đạt được tất cả mọi thứ, nhưng mà với cái việc là làm cẩn thận từng thứ, tạo ra dù ít sản phẩm nhưng mà sản phẩm nó phải chất lượng. Chứ còn nếu mà mình làm một cái thứ mà quá nhiều nhưng mà không có cái gì mà nó chất lượng đó, thì cái đó không phải là cái tác phong làm việc của Dũng. Kỷ niệm mà em thích nhất là chắc là em sẽ nhận mãi là những bữa ăn của mọi người ở tại chung cư 137. Tại vì lúc mình ăn cơm thì mọi người giống như gia đình á, rất là ấm áp, mà sau khi ăn xong thì mọi người lại tất cả mọi người đều tập trung lại và nói chuyện với nhau về cái buổi làm hôm ấy, rồi chia sẻ với nhau những cái điều mà mình gặp trong cuộc sống chẳng hạn, rồi những cái khó khăn gì đấy. Thì anh Dũng là người mà luôn đưa ra những cái lời khuyên hoặc là những cái hay để cho tụi em học được. Thì gần như là mọi người khá là giống như là mân mê cái giá trị mà mình làm ra hơn là chỉ đơn giản mình làm ra chỉ để đó cho người ta xem. Không phải như vậy, mà đôi khi mà Dũng nói chuyện với các bạn sinh viên thì Dũng chỉ nói một câu rằng đó, không phải là chúng ta đạt được cái gì mà chúng ta trải qua những cái gì. Thì khi mà quá trình mình làm, mình trải qua từng bước thì cái đó mới là cái điều mà mình nên tiếp cận đối với một cái, chứ không phải mình tới đấy mình xem và mình nhìn không đâu. Thì hy vọng rằng là các bạn sinh viên làm việc với mình sẽ nắm bắt được một vài cái tinh thần mà mình luôn theo đuổi. Em học được anh Dũng rất là nhiều thứ, kể cả trong kỹ năng làm mô hình và kể cả tư duy và những cái trong cuộc sống. Đáng nhớ nhất chắc là hôm tối hôm setup không gian, thì đấy hầu như là tất cả công trình nó chưa xong, mình cũng sợ là không xong, nhưng mà đến lúc mà mọi người chuẩn bị rồi nhấc từng cái bàn lên, rồi cả nhóm ai cũng chung tay mỗi người một góc để nhấc bục rồi di chuyển, thì thấy trở nên như thành cái cỗ máy, nó rất là hòa hợp, mọi người làm phối hợp rất ăn ý, cho nên là mà vui, tại vì cứ chạy đi chạy lại rồi cầm cái bản đồ rồi chỉ chỗ này chỗ kia, cảm giác mọi thứ nó rất sôi động. Rồi đến lúc đặt được mô hình lên cái bục rồi thì thấy là cái công sức mình bỏ ra trong 2 tháng qua là nó đáng.